Chào các bạn. Xin giới thiệu cùng các bạn bài viết của cựu chiến binh Nguyễn Kim Khanh có tựa đề Tội lỗi của kẻ chở cờ Nguyễn Văn Phước không thể tha thứ. Nội dung bài viết như sau. Sau vụ lùm xùm quanh cuốn sách dị tật gạt ma vòng tròn bất tử, nhiều người mới biết sự nổi tiếng của Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty văn hóa sáng tạo Chí Việt, một kẻ liều lĩnh tìm mọi cách phát hành cuốn sách gạt ma vòng tròn bất tử mà trước đó 14 nhà xuất bản danh tiếng trong nước từ chối xuất bản khi ông Lê Mã Lương mang bản thảo đến đề nghị. Vậy Nguyễn Văn Phước là ai mà dám coi trời bằng vung? Ở đây chưa nói đến lai lịch của ông này, chỉ biết rằng hiện tại ông ta như một kẻ chở cờ, một con rận nguy hiểm khi có những hành vi chống đảng và nhà nước được thể hiện qua việc phát hành sách gạt ma vòng tròn bất tử, và tài nick của ông ta có những lời lẽ của một con rận hàng bét theo đuôi những kẻ chống đối chính quyền. Về việc phát hành cuốn sách gạt ma vòng tròn bất tử, Nguyễn Văn Phước và đồng bọn rêu rao nào là được một hội đồng thẩm định quốc gia đã được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư Trung ương để làm bà đỡ cho cuốn sách này. Nào là cuốn sách ra đời luôn có sự đồng hành của nhiều vị lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước trong quá khứ và đương nhiệm. Tuy nhiên, theo Thượng tá Trịnh Lê Hoài Nam thách Nguyễn Văn Phước và đồng bọn chứng minh đưa ra được bằng chứng như chúng hùng hồn tuyên bố về bà đỡ cuốn sách dị tật này. Thật đáng tiếc, đến giờ phút này, Nguyễn Văn Phước và đồng bọn vẫn không thể đưa ra được bằng chứng nào khả dĩ để ông ta có đủ cơ sở bốc phét về cuốn sách gạt ma vòng tròn bất tử. Sau khi cuốn sách được ra đời, y cùng đồng bọn nhanh chóng tung ra thị trường và bán bản quyền cho người nước ngoài bởi sự hấp dẫn của lợi nhuận. Rõ ràng, Nguyễn Văn Phước thể hiện nguyên hình là con buôn chính trị khi nhẫn tâm kinh doanh cả những điều dối trá, trục lợi trên thân xác các anh hùng liệt sĩ gạt ma. Như nhiều người đã nhìn ông ta với con mắt khinh bỉ và mỉa mai nói rằng, ông ta, Nguyễn Văn Phước và Lê Mã Lương đang ăn mày xác chết. Khi cuốn sách được tung ra thị trường đã bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt, đặc biệt có hơn 20 tướng lĩnh quân đội công khai bày tỏ chính kiến trên không gian mạng và hàng loạt các cựu chiến binh, trong đó có cả các quân nhân, nhân chứng trong sự kiện gạt ma 14 tháng 3 năm 1988 lên tiếng phản bác. Sự lưu manh của Nguyễn Văn Phước còn được thể hiện ở việc chính y làm thầy dùi cho Lê Mã Lương kiện tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh và Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền, những vị tướng đáng kính của nhân dân, những người đã dũng cảm đấu tranh với những kẻ chở cờ, xuyên tạc một sự thật và nhẫn tâm đào bới lịch sử chỉ bởi tướng Nguyễn Thanh Tuấn có bài viết cần thu hồi và tiêu hủy cuốn sách gạt ma vòng tròn bất tử, tướng Hoàng Kiền có bài viết lệnh không được nổ súng, gửi tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh đăng. Sự đê tiện nữa khi Nguyễn Văn Phước đã dùng chiêu trò cáo mượn hoai ùm để răn đe những ai phản đối cuốn sách này bằng cách y cho đăng những tấm hình chụp chung với những nguyên thủ quốc gia được y biếu sách gạt ma vòng tròn bất tử lên mạng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc cho y khi nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Chiết đã phản ứng. Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói đẩy tôi chưa đọc cuốn sách này và đã yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Nguyễn Văn Phước gỡ bỏ những hình ảnh Nguyễn Văn Phước đã tung lên mạng xã hội. Nguyễn Văn Phước, một kẻ cơ hội chính trị, một con rận ranh ma khi y dắt mũi mớm lời cho Trần Thị Mai Thủy, con gái người anh hùng gạt ma liệt sĩ Trần Văn Phương, viết một lá thư mà thực chất nội dung thư chính y đã tự biên, tự diễn và tự bốc thơm mình thông qua công ty Chí Việt. Thông qua lá thư của Thủy, y tố cáo đảng và nhà nước hèn với giặc, bỏ rơi vô ơn với gia đình các anh hùng liệt sĩ gạt ma. 30 năm im lặng của nhà nước và 27 năm Thủy mới được công khai về sự hy sinh của cha mình, một sự vu khống bịa đặt trắng trợn của Nguyễn Văn Phước. Sự chống đối chính quyền của Nguyễn Văn Phước còn được thể hiện trên nick của mình khi y nói về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nấm bị tòa án tỉnh Khánh Hòa kết án 10 năm tù về tội âm mưu chống phá và lật đổ chính quyền, khi y binh vực ca ngợi đối tượng phản quốc này như một người yêu nước, khi nói đẩy có những loại tù làm ta nhục nhã nhưng có những loại tù khiến người ta vinh quang. Điều đáng nói nữa, bởi sự chống đối chính quyền và sự coi thường luật pháp của Nguyễn Văn Phước, khi cuốn sách dị tật gạt ma vòng tròn bất tử của y và Lê Mã Lương đã bị cục xuất bản in và phát hành thuộc Bộ Thông tin Truyền thông ra văn bản đình chỉ lưu hành và bị thu hồi có hiệu lực từ 30 tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên, sau ngày 30 tháng 8, người ta vẫn thấy cuốn sách này được bày bán công khai. Mới đây, ngày 8 tháng 9,
Nguyễn Văn Phước và đồng bọn vẫn mang cuốn sách đầy dị tật này đến các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Rõ ràng, Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty Chí Việt có lộng quyền tự tung tự tác vi phạm pháp luật khi đồng lõa với kẻ chủ biên ra đời cuốn Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử gây bức xúc dư luận trong những ngày qua, bởi cuốn sách này chứa đựng những nội dung sai sự thật, vu khống đảng và nhà nước, sỉ nhục quân đội. Không những thế, Nguyễn Văn Phước còn có hành vi tôn vinh bênh vực những kẻ chống phá đất nước, có âm mưu lật đổ chính quyền. Việc làm cùng giọng điệu của y không khác gì của đám giận chủ, những kẻ chống phá đất nước rất nguy hại đến an ninh quốc gia. Y còn coi thường kỷ cương phép nước, vẫn cho bày bán và quảng bá cuốn sách đầy dị tật Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử khi đã bị cục xuất bản in và phát hành đình chỉ lưu hành. Tội lỗi của Nguyễn Văn Phước đã quá rõ ràng, để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, đề nghị các cấp có thẩm quyền vào cuộc xử lý Nguyễn Văn Phước, kẻ trở cờ nguy hiểm, bắt y phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình. Thân chào các bạn, xin giới thiệu cùng các bạn bài viết của cựu chiến binh Nguyễn Kim Khanh có tựa đề Tội lỗi của kẻ trở cờ Nguyễn Văn Phước không thể tha thứ. Nội dung bài viết như sau. Sau vụ lùm xùm quanh cuốn sách dị tật Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử, nhiều người mới biết sự nổi tiếng của Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty văn hóa sáng tạo Chí Việt, một kẻ liều lĩnh tìm mọi cách phát hành cuốn sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử mà trước đó 14 nhà xuất bản danh tiếng trong nước từ chối xuất bản khi ông Lê Mã Lương mang bản thảo đến đề nghị. Vậy Nguyễn Văn Phước là ai mà dám coi trời bằng vung? Ở đây chưa nói đến lai lịch của ông này, chỉ biết rằng hiện tại ông ta như một kẻ trở cờ, một con rận nguy hiểm khi có những hành vi chống đảng và nhà nước được thể hiện qua việc phát hành sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử, và tại nick của ông ta có những lời lẽ của một con rận hàng bét theo đuôi những kẻ chống đối chính quyền. Về việc phát hành cuốn sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử, Nguyễn Văn Phước và đồng bọn rêu rao nào là được một hội đồng thẩm định quốc gia đã được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư Trung ương để làm bà đỡ cho cuốn sách này. Nào là cuốn sách ra đời luôn có sự đồng hành của nhiều vị lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước trong quá khứ và đương nhiệm. Tuy nhiên, theo Thượng tá Trịnh Lê Hoài Nam thách Nguyễn Văn Phước và đồng bọn chứng minh đưa ra được bằng chứng như chúng hùng hồn tuyên bố về bà đỡ cuốn sách dị tật này. Thật đáng tiếc, đến giờ phút này, Nguyễn Văn Phước và đồng bọn vẫn không thể đưa ra được bằng chứng nào khả dĩ để ông ta có đủ cơ sở bốc phét về cuốn sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử. Sau khi cuốn sách được ra đời, y cùng đồng bọn nhanh chóng tung ra thị trường và bán bản quyền cho người nước ngoài bởi sự hấp dẫn của lợi nhuận. Rõ ràng, Nguyễn Văn Phước thể hiện nguyên hình là con buôn chính trị khi nhẫn tâm kinh doanh cả những điều dối trá, trục lợi trên thân xác các anh hùng liệt sĩ Gạt Ma. Như nhiều người đã nhìn ông ta với con mắt khinh bỉ và mỉa mai nói rằng ông ta, Nguyễn Văn Phước và Lê Mã Lương đang ăn mày xác chết. Khi cuốn sách được tung ra thị trường đã bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt, đặc biệt có hơn 20 tướng lĩnh quân đội công khai bày tỏ chính kiến trên không gian mạng và hàng loạt các cựu chiến binh, trong đó có cả các quân nhân, nhân chứng trong sự kiện Gạt Ma 14 tháng 3 năm 1988 lên tiếng phản bác. Sự lưu manh của Nguyễn Văn Phước còn được thể hiện ở việc chính y làm thầy dùi cho Lê Mã Lương kiện tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh và Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền, những vị tướng đáng kính của nhân dân, những người đã dũng cảm đấu tranh với những kẻ trở cờ,